cho giải 3v3 server S136 nha các bạn, server Đôn Hoàng. Cái này đều có một điểm đặc điểm là không có Gammy nha các bạn, khô máu cho tới chết luôn. Đội Waiting for You đã mất đi một thành viên. Đúng. Vẫn còn sống và Waiting for You là người lên bảng đếm số, và bên Waiting for You chỉ còn một thành viên thôi. Bên phải chúng ta là đội của Howlfly, là Howlfly 999 và Hỏa Linh Nhi. Đây, đội của Howlfly đã lao vô xả Tiêu Anh rất là cao nha. Tiêu Anh là vỏ đen rất là mỏng, trâu một chút xíu thôi nhưng mà không chết kìa, chạy rất là nhây luôn á. Số và ở đây chúng ta còn mèo xám cũng sắp chuẩn bị đi theo Tiêu Anh luôn rồi. Chúng ta sẽ đến với Sơn Lì và Minh Tâm. Wow, đội của Sơn Lì đã mất một thành viên rồi, các bạn dùng đang rất là đau. Coi bộ là Minh Tâm vẫn còn sống. Đội của Sơn Lì hiện tại là còn có hai thành viên. Mèo Bảo Tố thì cũng đã hết máu rồi, cũng đã lên bảng đếm số, và Sơn Lì cũng sắp đi theo rồi. Howlfly sẽ là những thành viên ở phía bên tay phải của các bạn. U báo của Thiếu Lâm bên đội của Howlfly tụt không thanh luôn. Wow, bây giờ là một thành viên của đội Minh Tâm đã lên bảng đếm số, nhưng mà Thiếu Lâm 99 thì vẫn còn sống, và tiếp theo là Minh Tâm chuẩn bị lên bảng đếm số theo đồng đội của mình. Ô, một đánh hai nha, một đánh hai, nhưng mà hai người bên kia rất là máu nha, đó rất là kịch tính luôn nha. Nếu như mà đánh chà bồn thì lá chà bồn làm một cái gì đó luôn đấy. Mày, lá chà bồn đang né ra nhưng ngay lập tức là có dí theo. Vâng, như vậy là Hỏa Linh Nhi nằm xuống rồi, cực đôi thành công. Trận thứ hai của đội Minh Tâm là Howlfly, và hiện tại thì vẫn là kịch bản như cũ, Minh Tâm vẫn là người được chọn. Chín Mất người trước đến từ tình huống căn bản này, đó là tổ đội của Sơn Lì. Và bây giờ sẽ là 2-1, đó sẽ là chiến thắng.